Đầu tiên là môn đai 10. Tương tự thì trước hết là sẽ xem là có cái cách nào để làm tiết kiệm thời gian cho những cái bài này không. Nhưng mà cái đề này nó hơi khác cái đề tuần trước. Nếu như đề tuần trước thì gần như là cả 5 câu đọc ngắn mình đều làm được kiểu một cách nhanh, đúng không? Thì cái bài này nó không còn đơn giản như vậy nữa. Cái đề này nó không còn là bài nào cũng làm được nhanh như vậy nữa. Chúng ta thử xem nhé. Câu số 53 nhé. Câu 53 này. Người ta bảo là gì đấy nhỉ? Về cái bản khảo sát ấy, thì điều muốn nói nhất qua cái thông báo này là gì? Trước hết là chúng ta phải xác định được câu hỏi. Đó là người ta bảo là điều muốn nói nhất, điều muốn truyền tải nhất, đúng không? Thì với cái dạng văn bản kiểu này, văn bản thông báo kiểu này, thì những cái phần truyền tải, muốn truyền tải nhất, muốn nhắn nhủ nhất, nó sẽ nằm ở chỗ nào mọi người? Nó sẽ nằm ở đâu? Onegai hoặc là Ừ, kudasai. đúng rồi. Những cái biểu hiện diễn tả yêu cầu làm, đúng không? Thì trong cái đoạn này nó có câu nào? Câu này đúng chưa? Nó là gì nhỉ? Mikaito no minasan wa zen à tekkan ni kaito shite kudasai. Đó là gì đấy nhỉ? Đó là những ai mà chưa trả lời, đúng không? Thì hãy làm sao nhỉ? Nhất định là hãy tích cực trả lời. Đấy, chúng ta sẽ dựa vào câu này để chúng ta loại trừ dần nhá. Ở đây là người ta bảo là những ai chưa trả lời thì hãy tích cực trả lời, cho nên là loại được ngay được mấy mọi người biết đâu? Đã lại được mấy chưa? Đợi được bốn. Loại được mấy? Loại được 4 á. Ừ. Thật Lại được ra một. chưa chắc đã loại được 4 đâu. Có biết lý do tại sao? Bởi vì là biết đâu đằng sau người ta bảo là những ai đã trả lời rồi trả lời lại, đúng không nhỉ? Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là không có cái gì đó, đúng chưa? Với lại điều muốn nói nhất là ở trong cái câu yêu cầu cái này rồi. Thì tập trung vào Mikaito. Đấy, cho nên là nếu mà nói là không loại được 4 ngay thì kiểu như là lo xa quá, đúng không nhỉ? Câu này có thể loại được luôn rồi. Câu 4 nó bảo là gì nhỉ? Câu 4 nó bảo là ngay cả những người đã trả lời rồi, đã phản hồi rồi ấy, cũng làm sao đây? Cũng hãy trả lời lại một lần nữa là sai, đúng không nhỉ? Không phải. Vậy là mọi người thấy nhá, tiếp nhá, câu số 3 nhá. Câu số 3 nó đang kết cấu nó đang khá là giống với lại câu số cái câu trên này, đúng không? Đấy, nó xuất hiện từ Mikaito này và xuất hiện từ Kaito. Đấy, nhiều bạn sẽ nghĩ là ba là đúng, nhưng mà các bạn thấy ở đây ấy, nó xuất hiện thêm cái gì? Nó xuất hiện con số, tức là ngày 24 tháng 6, đúng không? Thì chúng ta thấy có phải là ngày 24 tháng 6 không? Ngày 24 tháng 6 là gì mọi người? Là hạn ban đầu, đúng không? Là hạn, là deadline ban đầu nhá. Bây giờ người ta gia hạn đến 30 tháng 6 rồi, cho nên là câu này là câu sai. Đấy, là chúng ta đã loại trừ được gì nhỉ? 3 và 4 rồi. Vậy thì còn 1 với 2 mà liên quan đến cái câu này thì chắc chắn là mấy sẽ đúng hơn nhỉ? Hai. Một nó có nhắc gì đến cái việc phản hồi không? Không, đúng không? Một nó nói đến việc xem ở trên trang chủ là ở câu dưới là nội dung của Shikajo Hồ, của thông tin thêm nhá. Nên là chúng ta cũng có thể loại trừ. Đấy. Vậy thì đúng nhất ở đây sẽ là số 2. Số 2 là gì đây? Số 2 người ta bảo là bởi vì đã kéo dài, đúng không nhỉ? Bởi vì đã kéo dài, đã gia hạn cái ngày hạn cho nên là gì đấy, mong muốn có nhiều người trả lời. Đấy, chính xác nhé. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án 2 là phương án phù hợp nhất từ cái nội dung này. Bây giờ chúng ta xem nội dung của cả cái văn bản này nó nói gì này. Ở dưới đây ấy, là một cái thông báo mà được đăng tải trên trang chủ một trường đại học nọ. Đây, trường đại học Hashiyama này, gửi đến các sinh viên đang theo học ở trường ngày 20 tháng 6 năm 2016. Cái đề thi này là đề thi tháng 7 năm 2016 nhé mọi người nhé. Về cái bản khảo sát liên quan đến đời sống sinh viên này, theo như thì chúng tôi thông báo ấy, thì hiện tại chúng tôi đang thực hiện khảo sát liên quan đến đời sống sinh viên ở cái trang web chuyên dụng dưới đây, trang web chuyên dưới đây. Đây, địa chỉ trang web đây nha. Khảo sát đời sống sinh viên này, đằng sau là nội dung, bắt đầu là nội dung quan trọng. Ban đầu chúng tôi kaito onegai shite masu, có nghĩa là ban đầu chúng tôi mong muốn các bạn trả lời lấy hạn cuối là ngày 24 tháng 6, đúng không? Nhưng mà genzai no tokoro amari oku no kaito ga erarete imasen.
Nhưng mà thời điểm hiện tại đấy, nhưng mà thời điểm hiện tại là gì nhỉ, là chúng tôi chưa có nhận được nhiều cái câu trả lời lắm đấy của cô đấy. Vì vậy này, vì vậy mà thì tôi đi để mộ ô domina sang no kai tố erutame kai tố ki cáo này. Chính vì thế để nhận được cái sự phản hồi của nhiều các bạn đúng không, dù chỉ một người cũng được, thêm một người cũng được, ý nói là như tôi đi demo nhưng mà kiểu như là càng nhiều càng tốt đấy, thì chúng tôi kéo dài cái thời gian trả lời đến ngày 30 tháng 6 và rất là mong những ai chưa trả lời ấy thì hãy tích cực đấy trả lời nhá. Thì đúng nhất đây phải là số 2, bạn nào đang bật tiếng nó bị vọng tắt dùm cái kia cái, đúng đây phải là số 2 đúng không, bởi vì chúng tôi đã kéo dài thời gian cho nên là mong muốn nhiều người trả lời nhá. Câu sau nó bảo là gì nhỉ, kết quả thì chúng tôi sẽ công khai ở trên trang chủ vào trung tuần tháng 7, rất là mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người phòng sinh viên. Rồi, như vậy là câu đầu tiên vẫn là giải nhanh được, nhưng mà sang câu số 2 là không giải nhanh được nhá. Câu số 2 biết sao không giải nhanh được không, là câu mà chứa phần gạch chân, và cả cái bài này người ta nói về cái gọi là mano puro đấy, nhưng mà lại có cái điểm đó là chúng ta chỉ cần ví dụ như là nếu các bạn đọc chẳng hạn như mọi người đọc câu đầu tiên chẳng hạn, mọi trong mọi người xuống mọi người soi đáp án ấy, là có khi mọi người vẫn chọn được luôn đáp án đấy. Bài này thực ra nó khá là ngắn, người ta bảo là mano puro nitsuite hishamado no yoni nobete iru, đó là về cái gọi là đây người ta có viết này, mano nanani chính là homono no, có nghĩa là thực sự đấy, gọi là thật real chứ không phải là pha ke đấy, về những người chuyên nghiệp thật sự ấy. Thì tác giả trình bày như thế nào, bây giờ chúng ta xem người ta viết gì nhá. Đây, người ta bảo này, mano pro to yobareru hito tachi wa tasha yoka dewa naku chỉ có yêu cả nó cả những ikitemos, đó là những người mà được gọi là chuyên nghiệp thực sự ấy thì họ đang sống trong cái sự đánh giá bản thân này, xuất hiện cụm từ nhá, đó là từ gì cô yêu cả nghĩa đánh giá bản thân chứ không phải là đánh giá người khác, cái này có thể nó là đánh giá người khác hoặc là đánh giá bởi người khác, người ta đang viết như này là chúng ta chưa hiểu rõ là người ta muốn nói là đánh giá người khác hay là đánh giá bởi người khác. Đấy, vậy thì chúng ta cần phải đọc thêm câu được tiếp theo. Đấy, câu tiếp theo người ta nói này. Kare ra wa mawari no hito ga ikura mitomete mo jibun de mitomerare nakereba zishin o mochimasen. Bọn họ đây là ai các bạn? Bọn họ đây là ai? Nano Đúng rồi, bọn họ đây là Manopuro đúng không? Những người chuyên nghiệp thực sự. Những người chuyên nghiệp thực sự này ấy, đúng không nhỉ? Cho dù sao nhỉ? Cho dù những người xung quanh có công nhận đi chăng nữa, đúng không? Đấy, nhưng mà nếu như dù những người xung quanh có công nhận nhá, nhưng nếu như họ không thể jibun de mitomeru, nếu họ không thể tự công nhận chính mình thì họ không có tự tin. Đấy. Vậy ở đây là chúng ta hiểu là đánh giá bởi chứ không phải là đánh giá người khác đúng không, mà là đánh giá bởi người khác và đánh giá bởi bản thân đấy. Vậy thì nếu mà các bạn đọc các bạn sẽ thấy là cái ý nó hiện ra ở đâu rồi đấy đúng số không, 3. đúng rồi, số 3 nó đã hiện ra rồi, nếu mà đọc thêm thì nó hiện ra rõ hơn nhá, nhưng mà đến đây là chúng ta có thể hiểu được rồi, đó là gì nhỉ, jibun de jibun o mitomeru koto ga dekireba zishin ga moteru, có nghĩa là nếu như có thể gì nhỉ, bản thân tự công nhận mình ấy thì sẽ có tự tin. Này nó đang là bản thân không tự công nhận chính mình đúng không? Đấy thì không tự tin thì ngược lại sẽ là như vậy. Còn nếu mà chính xác hơn đấy, nó sẽ là câu đằng sau. Câu sau này. Yakuni tanin ga mitome nakute mo jibun ga tadashii to omoeru koto ni zishin o motte iru. Đấy. À, ngược lại, cho dù người khác không công nhận. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà họ vẫn mang cái sự tự tin vào những cái điểm, vào những cái điều mà họ nghĩ rằng là họ đúng. Đấy, vậy thì đến đây là chắc chắn là số 3 là chính xác rồi. Trùng hợp với nội dung của đoạn đầu tiên nhỉ, nó chọn được 3 nhá. Còn các phần còn lại này, ví dụ như câu 1 này. Câu 1 nó bảo là gì nhỉ? Khi mà
cái đánh giá bởi bản thân và đánh giá bởi người khác nó thống nhất với nhau, nó trùng khớp với nhau thì sẽ có sự tự tin. Cái này tại sai ở đâu các bạn? Trùng khớp chỗ mà ít chi ạ. Đúng rồi, ichi là không nói đúng không? Với lại nếu mà cho như thế này ấy, thì là đang đề cao cái gì? Đề cao đánh giá của người khác. Đúng rồi, đề cao đánh giá của bởi người khác đúng không? Trong khi cái bài này là đề cao cái gì hơn? Đấy Thì cô hiểu không? cả đúng không? Mình hay. Đề cao đánh giá bởi bản thân mình hơn nhá. Đang nói như này là hai cái đồng đẳng với nhau rồi, nên là sai này. Câu 2 thì sao? Câu 2 người ta bảo là họ sao nhỉ? Cái đánh giá bản thân họ cũng coi trọng giống như là đánh giá bởi người khác, cũng giống gần gần giống một nhỉ, đúng không? Nó không có dùng ichi mà nó bảo là đánh giá hai này quan trọng giống nhau là sai. Không phải, người ta không có coi trọng cái gọi là đánh giá bởi người khác. Câu 4 này. Câu 4 không biết các bạn nào chọn không? Đó là nếu như bản thân được đánh giá bởi người khác thì sẽ càng tự tin hơn. Có phải không? Như này thì vẫn là đang coi trọng đánh giá bởi người khác đúng không? Đấy. Đây là sai nhá, đúng đây sẽ là số 3. Còn câu cuối cùng nó bảo này. Ta sẽ hiểu cả nhỉ. Iki ichiu shite iru jōtai deva hontō no imi de jishin o kakutoku shita to wa ienai deshō. Ở đây có cái cụm từ người ta chú thích cho các bạn, chữ Hán là chữ nhất. Chữ nhất, chữ hỷ, chữ nhất và chữ ưu. Ưu trong từ ưu tư, hỷ trong từ chữ song hỷ đám cưới ấy. Đấy. Thì người ta giải thích ở dưới là yoro yorokondari shinpai, đó là vừa mừng vừa lo. Ở trong cái tình trạng mà vừa mừng vừa lo bởi cái đánh giá người khác rõ ràng đúng không? Có thể là có lúc họ tâng bạn lên tận mây xanh đúng nhỉ? Mình vui mình mừng nhưng mà có lúc họ dìm bạn xuống tận địa ngục, họ dìm bạn xuống tận đáy. Đấy là lúc mà các bạn lo lắng buồn bã nhé. Thì ở trong cái tình trạng mà chúng ta vừa mừng vừa lo bởi đánh giá của người khác ấy, thì có thể nói rằng đấy, à không thể nói rằng, chứ người ta dùng dạng phủ định, thì không thể nói rằng chúng ta đã gặt hái được, chúng ta đã có được cái sự tự tin một cách thực sự với ý nghĩa thực tế. Đấy. Có nghĩa là người ta đánh giá mình nó rất là gọi là nó chẳng theo cái quy tắc nào, chẳng theo cái quy chuẩn nào, dễ bị thay đổi, cho nên là mình cứ đánh giá chính mình là ok nhất theo tác giả ở đây là như vậy. Những người chuyên nghiệp thực sự là những người mà tin tưởng vào cái sự đánh giá bản thân chứ không phải là đánh giá bởi người khác. Tiếp theo này, câu số 3. Câu số 3 lại là một văn bản về 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 gì nhỉ? Business đúng không? Business đúng không? Một văn bản về công việc này, chúng ta cùng xem nhá. Câu số 55. Kono mail de tôi awasete iru koto wa nani ka? Đó là cái điều mà đang trình bày đúng nhỉ? Đang thắc mắc. Đấy. Ở trong cái email này là gì? Các bạn thấy người ta dùng cái từ là thôi awatete là điều đang thắc mắc. Vậy tức là một điều người ta hỏi ở đây, đúng không? Thì các bạn thấy ở trong này có câu nào là câu hỏi? Mọi người. Ima kara chuno shitemo. Đúng rồi, câu này đúng không? Đấy. Câu hỏi là câu như thế này nhá. Đó là imakara kara chuumon shitemo mani au deshou ka, đúng không? Có nghĩa là gì nhỉ? Bây giờ tôi nếu như tôi đặt hàng ấy, đấy, dù bây giờ tôi đặt hàng ấy thì liệu rằng có kịp hay không? Đúng rồi. Vậy là người ta đang hỏi là có kịp không đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ loại ngay được mấy, mọi người biết không? Loại ngay được mấy? Một Loại đường 1, tại sao loại đường 1? Tại sao loại đường 1? Một nó thì bảo là gì? Cô như sự cô tổ ga đi ký được cả, có nghĩa là gì nhỉ? Tôi có thể mua hay không? Cái này có phải là hỏi có mua được hay không không? Hả? Không phải đúng không? Chắc chắn là sẽ mua được. Vấn đề là có kịp cái gì nhỉ? Tức là người ta có quyền mua nhá. Người ta hoàn toàn có quyền mua sản phẩm. Đấy, cái vấn đề của người ta ấy là đặt hàng liệu rằng có kịp không. Thì các bạn thấy là có kịp không nó phải liên quan đến cái việc gì nhỉ? Ship hàng, chuyển hàng tới, đúng không? Thì các bạn thấy này, nó liên quan đến cái đó ấy, phải là số mấy đây? Số 2 có cái động từ todokeru là gửi hàng tới này, todokeru này.
tối đô kê đà đê đự của bốn này đấy, đây mới là động từ liên quan đến cái việc có kịp hay không. Chứ còn cái số 1 đấy là hỏi là có thể mua hay không, tức là người gì nhỉ, người khách hàng ấy đấy có quyền mua sản phẩm hay không, không phải, nó không phải là mua hay được mua hay không được mua, mà vấn đề là có thể chuyển được hay không, có kịp được hay không. Đấy là cái vấn đề chính của chúng ta nhá. Vậy thì chúng ta còn lại câu số 2, số 3 và số 4. Đấy. Các bạn thấy là mấy cái này nó đều kèm thêm cái gọi là ngày tháng đúng không? Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là những cái điều kiện đi kèm thêm. Bây giờ chúng ta thử xem thêm cái thông tin xem là người ta nói như nào nào. Người ta bảo này. Đây. Người ta nói là chúng tôi muốn, đúng nhỉ? Chúng tôi muốn T Itakitai, tức là muốn đối phương làm V. Chúng tôi muốn bên bán hàng ấy chuyển tới trụ sở tại Tokyo cho đến trước ngày 20 tháng 4. Vậy thì bây giờ chúng tôi đặt liệu rằng có kịp không? Đấy, đây là cái quan trọng nhất nhá. Vậy thì rõ ràng là nó là trùng khớp với cái mấy. Thực ra đến đây là có đáp án luôn rồi đấy. Số mấy? Số 2 đúng không? Số 2 là gì? Có thể gửi tới Ừ. Tokyo. Có thể gửi tới Tokyo cho đến trước ngày 20 tháng 4 cái sản phẩm này không, đúng không nhỉ? Đây là cái mà họ đang muốn mua, cái khách hàng người ta đang muốn mua nhá, là trùng khớp luôn câu này, chúng ta chọn được luôn hai. Còn những đoạn còn lại này, ví dụ như là ba, tại sao ba sai? Nó không hỏi là phí, câu 3 là chủ yếu là hỏi phí là bao nhiêu. Ừ, đúng rồi. Câu hỏi số 3 là nó bảo là gì nhỉ? Trong trường hợp mà gửi hàng đến Tokyo đúng không, cho đến trước cái ngày này ấy, thì phí gửi là bao nhiêu? Ở đây có phải là hỏi tiền phí gửi là bao nhiêu không? Người ta chỉ nói gì đấy? Người ta Chuyên chỉ cả nói gì liên quan đến phí gửi nhỉ? Người ta bảo là Tika Sodio ga kakatte mo kamai masen, có nghĩa là cho dù có tốn thêm tiền gửi đi chăng nữa đúng không, thì một vấn đề. cũng không có vấn đề gì, đúng rồi. Chứ người ta không hỏi là bao nhiêu, không có ra các thứ, cho nên là câu 3 là sai. Thế câu 4 sai ở đâu? Câu 4 chúng ta thấy là cấu trúc nó khác 2 với 3 đúng không? Nó không phải là 100 cái sản phẩm này nữa. Nó có thêm cái gì nhỉ? Nó có thêm cái từ gọi là Ikai ni đúng không nhỉ? Câu 4 có nghĩa là gì? Ngoài đấy, ngoài set bút huỳnh quang 3 màu ấy, thì còn cái sản phẩm nào có thể gửi tới Tokyo trước ngày 20 tháng 4 không? Sai đúng nhỉ? Nếu mà như thế này thì có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là muốn mua thêm sản phẩm khác. Rõ ràng là không phải. Đấy. Đấy không phải là điều người ta thắc mắc nhé. Người ta có nói một cái câu đó là, người ta có nói này, đó là Mani awanai yo deshitara hoka no shouhin ni henkou suru ka kento itashimasu. Có nghĩa là nếu như không kịp ấy, đấy, các vị gửi mà không kịp thì chúng tôi sẽ cân nhắc là đổi sang sản phẩm khác. Đấy là cái thông tin thì, thông tin thêm người ta nói bổ sung trong cái trường hợp như là không gửi kịp hàng thôi đấy, chứ không phải là gì nhỉ, hỏi là ngoài cái này ra thì còn cái sản phẩm nào có thể gửi vào ngày 20 tháng 4 không. Nên là cái mà người ta muốn được giải đáp nhất đó là liệu rằng có gửi kịp sản phẩm này trước cái hạn này cho chúng tôi không. Đấy, đúng nhất là phải là số 2 nhá. Đây là một cái email mà gửi đến một cái internet shop là cái gì các bạn? Online. Ừ, một cái cửa hàng online đúng không? Người ta nói này, văn phòng phẩm PWQ này gửi vị phụ trách shop online đúng nhỉ? Thì người ta trình bày vấn đề là gì đấy? Chúng tôi đang muốn mua đúng không? Chúng tôi đang muốn mua cái gì? Chúng tôi đang muốn mua 100 cái nhá. Chúng tôi đang muốn mua 100 cái Keiko Pen, là cái bút huỳnh quang, cái bút dạ ấy, cái bút mà các bạn bôi vào để này, giống như là ở trên giấy mà chúng ta cứ bôi màu vàng này để highlight đấy. Chúng tôi đang muốn mua 100 cái bút huỳnh quang. Đấy, cái set 3 màu có mã số là TR3 tại Kitten, tại quý cửa hàng. Ở trên trang sản phẩm ấy thì có viết cái nội dung là này, cái việc mà gửi hàng đến Tokyo thì nếu như hàng có tại cửa hàng, tức là hàng còn sẵn nhé, hàng còn ở
ra cầu Nga Đự ấy, hàng còn ở trong cửa hàng thì sẽ mất 3 ngày để gửi tới cái nơi muốn mua. Thế nhưng mà nếu thôi đi OC, nếu như mà hàng không có sẵn mà phải lấy từ nơi khác để đưa đưa về ấy, thì sẽ mất khoảng 10 ngày đó. Và chúng tôi muốn hàng gửi đến công ty trước ngày 20 tháng 4 đấy, cho đến trước ngày 20 tháng 4, tức là ngày 20 tháng 4 cũng được, nhưng mà trước đấy nữa 19, 18 nhá. Thì liệu rằng bây giờ chúng ta có kịp hay không? Mất thêm phí gửi thì cũng không có vấn đề gì hết. Còn nếu như mà không kịp ấy thì chúng tôi sẽ cân nhắc là đổi sang sản phẩm khác. Rất là mong quý vị phản hồi trả lời. Đấy, đấy là cái nội dung. Vậy thì điều người ta thắc mắc nhất là số 2 người ta. Tiếp theo này, câu số 4 này. Câu số 4. Câu hỏi như sau này. Kishaniyoruto kazoku to inu ga yoi kankei o tamotsu ni wa dou sureba yoi ka? Theo tác giả ấy, thì để duy trì mối quan hệ đấy, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình và chó thì cần phải làm thế nào? Thì chúng ta thấy từ khóa ở đây của chúng ta đó là từ mối quan hệ tốt đẹp. Đấy, muốn làm nhanh thì các bạn tìm được cái ý đó ở trên đây. Thì các bạn thử nhìn cho CC xem là chỗ nào là nó nói đến cái ý gọi là mối quan hệ tốt đẹp đấy. Chỗ nào nhỉ? Dòng số 4 hả? Đúng là cự Inaka. Đây á, câu này á, câu này lại là mối quan hệ không tốt đẹp chứ, đúng không? Nó sẽ nói một cách nói khác nhá, chứ không phải là nó dùng nguyên si mối quan hệ tốt đẹp đâu. Mối quan hệ tốt đẹp là một tình trạng mang tính tích cực, đúng không? Đấy, là trong tình trạng đấy là chúng ta có thể làm được nhiều điều tích cực. Vậy thì chúng ta thấy là nó gần với nội dung của câu nào đấy? Ừ, đúng rồi, đây câu này nhá. Inu mo natoku shite tagai ni tanoshiku kuratemasu, đúng không? Đó là gì đấy? Nó tự Con sinh sống vui chó, vẻ cùng anh. con chó nó cũng gì nhở, nó cũng natoku là làm sao, nghĩa là gì? Hiểu. Nó cũng hiểu, đúng rồi, con chó nó cũng hiểu, con chó nó cũng chấp nhận và nó có thể sống một cách vui vẻ. Rồi, ok, vậy chúng ta có thể hiểu đây là cái mối quan hệ tốt đẹp đấy. Vậy thì chúng ta thấy này, người ta bảo là nên làm gì, đúng không? Vậy thì phía trước các bạn thấy ngay có cái ideal, đúng không? Là cần thiết. Đấy, vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng cái đằng trước chính là cái việc cần thiết phải làm, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta xem cái câu đằng trước người ta nói gì nhá. Đây, cái việc cần thiết phải làm là đây. Là chúng ta phải nuôi và làm cho con chó ý thức được, đúng không? Thể tay khiến các bạn. Làm cho con chó ý thức được rằng một cái việc rằng đó là gì? Ừ. Cái việc chúng ta cần phải làm cho con chó ý thức đó là gì đấy? Người chủ thì có cái vị trí cao hơn là con chó. Đúng rồi, người chủ luôn luôn, đúng không? Tsuneni đi này, Itsumo nhé. Người chủ thì luôn luôn có vị trí cao hơn con chó, làm cho con chó nhận thức được rằng người chủ luôn luôn có vị trí cao hơn con chó. Nào, cái nào giống nhất nào? Số 4, số 3 à? Số 3 hả? Thật không? Thật số 3 không? Số 3 giống từ Ishiki sai đến Sate được hả? Số 3 tại sao biết là sai không? Số 3 nhá, là Kazoku ni Ishiki Saseru. Cái đối tượng mà mình làm cho hiểu đây là ai đây? Đây là Kazoku là gia đình, đúng không? Đấy. Vậy là loại trừ được luôn, Kazoku ni là sai, đúng không? Không phải là làm cho gia đình hiểu, không phải là dặn vợ dặn chồng dặn ông dặn bà dặn cháu dặn chắc là phải như thế này phải như thế kia, mà dặn ai?
Dạy ai? con chó. Dạy con chó, đúng rồi, phải là dạy con chó, được chưa? Mà người ta không bên nguyên si là người chủ cao hơn con chó đâu, người ta nói cách khác là gì đấy? Kazuki Con chó sẽ làm sao? Yuri Thấp hơn gia đình, chính là con chó thấp hơn người chủ ở đây, đúng không? Người ta dùng biện pháp Ikae nhá, Wakarashiru, là làm cho con chó hiểu rằng thì có phải là chính bằng gì nhỉ? Ishiki Sasuke. Kateru không? Này, Ikae 1 đúng nhỉ? Ikae 2 đó là gì? Đó là người chủ nuôi ở vị trí cao hơn con chó. Đấy, copy người chủ nuôi nhá, là Kainushi. Kainushi tên này nói gì nhỉ? Inu Yori. Inu Yori. Đấy. Ue. Đúng chưa? Người chủ ở vị trí cao hơn con chó, chính là con chó ở vị trí thấp hơn so với gia đình, so với người chủ. Nên là chúng ta phải chọn phương án là 4 là chính xác. Còn số 3 là loại trừ ở đây nhá. Các câu còn lại ấy, ví dụ như là câu số 1 này. Câu số 1 nó bảo là Kazoku no naka de motomo joi no hito ni inu ga shitagau yoni shikeru. Câu này có nghĩa là gì? Cô sáng dịch thế ý câu này nào? Tức là xin chữ cây được đâu hướng dẫn ạ, Ừ, hướng dẫn chỉ dạy OCR được. dẫn con chó cố gắng tuân theo cái người mà có vị trí cao nhất ở trong gia đình. Ừ. Tại sao con này sai ở thu giảm? Không làm sai tại vì nó có nói đến vị trí cao nhất đâu em. Vị trí cao nhất có nói đến ở cái đoạn đầu tiên nhá, nhưng mà có phải là con chó phải tôn theo cái người vị trí cao nhất đấy không? Không Kazuki. phải, đúng không? Là gì nhỉ? Mà là con chó là con vật ở đâu nhỉ? Ở vị trí thấp, gần như là thấp nhất ở trong gia đình. Đấy. Những cái người chủ, những cái người ở trong gia đình sẽ ở vị trí cao hơn nó ở câu đoạn cuối. Nên câu số 1 là câu sai. Câu số 2, câu số 2 thì sao là chính xác? Nhà có thai mà Ừ. nghĩa là đối xử làm cho con chó nó sống một cách vui vẻ giống như là với cả nhà gia đình. Đối xử đúng không nhỉ? Đối xử đây là đối xử với ai? Đối xử với đối xử với con chó đối xử với gia đình. À, lại con chó nó rời ra đây. Nên làm gì thì làm sao mà bắt con chó nó đối xử với gia đình được? Đây phải là gia đình chứ, đúng không? Mình đối xử với con chó để cho Đúng rồi. nó vui vẻ Ừ. Đối đó. xử với con chó giống như là với gia đình để con chó nó có thể sống cách vui vẻ. Tại sao sai? Trên bài là cũng không có cái onaji. Đúng rồi, trên bài không có onaji nhá. Đấy, loại, đúng không? Câu 3 với câu 4 nhìn sẽ rất là dễ nhầm lẫn. Đấy, các bạn thấy là rõ ràng là cái đoạn trước cũng y cái như nhau. Đằng sau cái câu 3 nó còn có cả Ishiki Saseru luôn, bê nguyên si ở trên xuống. Nhưng cái sai tai hại đó là nó lại thay cái Inu bằng Kazoku là sai cái đối tượng. Cái đối tượng sai là sai hết. Nên là ba sai đủ đủ nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc cả cái bài này xem người ta nói gì nhá. Người ta bảo này. Inu Kate ken toshite ukeireta bai có nghĩa là trường hợp chúng ta tiếp nhận một con chó với tư cách là chó nuôi trong gia đình ấy thì câu đằng sau khá là dài nha mọi người nha. Thì này Kainushino ikka no motomo joi no hito ga super joi ni natte hoka no kazoku ga junii ni shitagai inu no junii ga chị ta nên là được rồi nhỉ chương yêu mấy các thứ như thế anh chưa xa xe mát nó xuất hiện rất là nhiều lần cái từ gọi là thứ tự thứ bậc đúng không, mọi người thấy có cái từ yếu nhỉ, cái từ yếu nhỉ này nó sẽ thể hiện cái tính cụ thể đấy của quan hệ thứ bậc đó. Khi mà chúng ta tiếp nhận một con chó với tư cách là một con chó nuôi trong nhà ấy, thì chúng ta sẽ cần phải làm rõ nhé.
Cái chương yếu mê các chi có nghĩa là chúng ta cần phải làm rõ cái quan hệ về thứ bậc, thứ tự và làm cho con chó nó có thể sống một cách yên ổn. Đấy. Cụ thể thứ tự đó là gì? Thì ở đây người ta viết này, người ta bảo ấy, cái người mà ở vị trí cao nhất trong cả một cái đại gia đình chủ nuôi, đấy, sẽ là sư bà Joey, có nghĩa là họ là ở vị trí cao nhất. Những cái gia đình còn lại, đấy, những cái gia đình khác thì sẽ theo cái thứ tự đó, tức là dưới cái người ở vị trí cao nhất này, và con chó, vị trí của con chó ấy thì sẽ là ở dưới, sẽ là ở thấp hơn so với gia đình. Đây là cái gì nhỉ? Đây là cái quan hệ về thứ tự. Chẳng hạn như là một đại gia đình có rất là nhiều người sống với nhau ấy, thì thường là cái người lớn tuổi nhất, chẳng hạn như là cụ chẳng hạn, cụ cố sẽ là người ở vị trí cao nhất, đúng không? Rồi các gia đình như là ông bà rồi thì bố mẹ đấy, các con các cháu sẽ là ở vị trí tiếp theo, và cái con thú nuôi sẽ là ở vị trí thấp nhất. Ý câu này là như vậy nhá, cần phải làm rõ cái thứ tự đó. Kono kankega ante shinai to inu wa junyi arasoi wo shitari, có nghĩa là nếu như cái mối quan hệ này, mối quan hệ này là cái gì Tấn? Mối quan hệ này là gì Tấn? Ừ. Mối quan hệ này, mối quan hệ nhắc đến trước là giữa chó và chủ, Mối quan hệ về cái gì nào? về thứ tự. Ừ, đúng rồi, mối quan hệ về thứ bậc đúng không? Thứ tự đúng không? Nếu như mối quan hệ này mà không ổn định ấy thì con chó nó sẽ làm sao? Con chó nó sẽ ganh đua đúng không? Nó sẽ tranh giành thứ tự nhá. Đấy, con chó nó sẽ tranh giành thứ tự này. Và nó làm sao nhỉ? Nó trở nên này, yoni natte, có nghĩa là nó trở trở nên tranh giành thứ tự rồi thì kazukuni kogeki. Nó còn làm sao nữa không? Kogeki là gì các bạn biết không? Đúng rồi, hán tự là công kích, có nghĩa là tấn công. Nó còn tấn công cả chủ nhà, cả gia đình nữa, đúng nhỉ? Đấy. Và trong trường hợp đấy ấy, thì mối quan hệ giữa gia đình và con chó nó trở nên không có tốt đẹp nữa, không có êm đẹp nữa. Tức là nếu mà mình chiều con chó quá ấy, nghĩ rằng là nó ở vị trí cao hơn, đấy, cao hơn một vài người trong gia đình, thì có khi là nó sẽ nhờn, nó sẽ cắn kiểu kiểu thế. Vì vậy, một điều cần thiết đấy, đó là gì? Đó là nuôi nó và làm cho con chó nó ý thức được rằng người chủ luôn luôn ở vị trí cao hơn nó. Bằng cái việc như vậy thì con chó nó sẽ hiểu ra, nó sẽ tiếp nhận điều đó và có thể sống vui vẻ cùng với lại gia đình. Thì đúng nhất đây phải là số 4 nhá. Chúng ta sang bài số 5. Bài số 5 có thể nói là bài khó nhất trong 5 bài đọc ngắn. Đấy. Cái nội dung khó hiểu và gần như là cũng rất là khó để chúng ta chọn được đáp án một cách nhanh nhất. Câu này gần gần như là các bạn không thể chọn nhanh được. Cái bài này mà ngày xưa Thiên Thiên nhớ là Thiên Thiên cho các nhóm luyện, các nhóm ngày xưa là đăng lên fanpage để các bạn ấy làm thử ấy, thì phần lớn là làm sai. Bây giờ thì chắc là bởi vì là cái đề này cũng lâu rồi, các bạn ấy làm đi làm lại thì các bạn chọn theo kiểu như là biết trước rồi đúng nhiều hơn thôi, chứ còn cái lúc mà bộ đề nó mới xuất hiện ấy làm câu này sai rất nhiều. Chúng ta cùng xem cái câu hỏi. Trước cái câu hỏi người ta bảo là tác giả nghĩ rằng, nhờ, tác giả đang nghĩ bức thư Tegami o dono yona mono da, có nghĩa là bức thư là thứ như thế nào. Cả bài nói về bức thư đúng không, gần như là chúng ta không thể nào có cách nào khác để làm nhanh được. Rồi bây giờ phải đọc này. Tegami to yu mono uchigina den tat chudan de aru. Đoạn đầu tiên đã có một định nghĩa nhá. Cái thứ gọi là bức thư ấy, nó là một cái công cụ truyền đạt rất là kỳ lạ. Đấy. Chúng ta cùng xem người ta viết kỳ lạ như nào này. Các bạn để ý thấy từ gọi là fushigi đúng nhỉ? Người ta bảo kaeteru ningen no kimochi wa kanarazu to itte ii hodo bunmen ni deru. Đó là cảm xúc của cái người viết bức thư ấy. Cảm xúc của người viết ra bức thư. Đấy. Nó làm sao nhỉ? Nó sẽ xuất hiện trên bunmen, nó sẽ xuất hiện trên cái mặt giấy đúng không? Nó sẽ xuất hiện ở trên các câu chữ đến mức mà có thể nói là kanarazu, đến mức có thể nói là luôn luôn như thế. Đấy. Người ta viết gọi là hơi kiểu cách một chút, có nghĩa là luôn luôn có cái việc đó là cảm xúc của người viết sẽ được hiện ra ở trong cái mặt bức thư. Xong người ta nói tiếp này, người ta bảo là shinpai mo shite nai no ni, shinpai mo
Oshi urisuru yona tegami wo kaete wa ikenai. Ở đây người ta có giải thích ở dưới cái từ gọi là shinpai wo oshi urisuru là gì nhá các bạn nhá. Người ta bảo là koko de wa shinpai shiteru to omowaseru. Có nghĩa là gì đấy? Khiến cho người ta Đúng rồi, khiến cho người khác lo lắng đúng không? Thật ra cái từ gốc của cái động từ gốc ấy, oshi urisuru ấy, nó là chèo kéo. Đấy, ví dụ như là một ai đó không muốn mua mà kiểu ra ép, ra van, ra nài, bắt họ phải mua bằng được ấy. Đấy, sẽ là cái từ này. Nghĩa gốc của nó là như vậy. Đây người ta dùng cái dạng này có nghĩa là khiến cho người ta lo lắng. Ở đây tác giả đưa ra một cái lời khuyên đúng không? Đó là gì đây? Không được viết đúng nhỉ? Không được phép viết những bức thư mà sao? Không được phép viết những bức thư mà gì nhỉ? Mà shinpai mo shitei nai có nghĩa là bản thân mình không có lo lắng gì cả đúng không? Nhưng mà lại làm sao? khiến cho người khác lo lắng. Đúng rồi, nhưng mà lại khiến cho người khác lo lắng. Đấy, không được viết những bức thư như thế nhá, kiểu mang tính chất giả tạo ấy, mình không có lo lắng gì cả mà lại tạo ra cái sự lo lắng nơi người khác, khiến người khác lo lắng. Sono yona kimochi wa thư kirai ta shunkan ni masaki ni aite ni todoite shimau. Người ta bảo là gì nhỉ? Người ta bảo là cái cảm xúc đó, cái cảm giác đó ấy, đấy, ở cái khoảnh khắc khi mà chúng ta mở cái bì thư ra thì nó sẽ truyền tới nhá, nó sẽ gửi tới đối phương đầu tiên. Masakini có nghĩa là trước nhất, đầu tiên là tới đối phương. Đấy. Sorega tegami no ichiban ni osoroshi to à osoroshi tokoro to ieyo, và có thể nói rằng đó là cái điểm đáng sợ nhất của bức thư. Vậy thì điểm đáng sợ nhất của bức thư là cái đó là cái gì? Là cái gì? Nó bị hiểu nhầm, mình không lo mà người đọc người ta. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, là sự hiểu lầm đúng không? Là cái cảm xúc đó đúng không? Đấy. Đúng chưa nhỉ? Người ta có nói ở đằng sau cụ thể hơn. Này. Ai shiteru kimochi wa todoku kamoshirenai ga douji ni sono yochisa や愛の浅さや性格の悪さまでもが相手に届いてしまう。Người ta bảo nhá, cái cảm xúc, cái cảm giác yêu thương ấy thì có lẽ là cũng sẽ được truyền tải đúng không, có lẽ là cũng sẽ được gửi gắm tới, thế nhưng mà đồng thời đúng nhỉ, thế nhưng mà đồng thời này, cái yochi là gì mọi người biết không? Non nữa, không chứ. Yochi Hán tự là ấu trĩ đúng không? Đúng rồi, ấu trĩ non nớt. Thế nhưng mà đồng thời cái sự non nớt của người viết, cái sự ấu trĩ của người viết đúng không, sự gì đây, cái sự nông cạn trong tình yêu, chính là sự hời hợt trong tình yêu đúng không nhỉ? Và đến cả cái gì, Cái sự xấu đến tính. cả cái sự xấu tính đúng rồi, đến cái sự xấu xa trong tính cách cũng sẽ làm sao đấy, Để chị đặt tới giữa chữ cũng là sẽ tình truyền yêu. tải tới đối phương. Đấy, vậy chúng ta hiểu rằng cái tình yêu thương này là cái mà gì nhỉ, là cái mà người viết muốn truyền tải. Còn những cái đằng sau là có phải là cái người viết muốn truyền tải không mọi người? Cái hiểu nhầm. Đúng rồi, đây là cái hiểu nhầm. Đấy. Từ bức thư nó có thể khiến cho người ta hiểu ra những cái như thế này nhá. Đấy. Vậy thì còn câu cuối nữa nhỉ? Câu cuối nó còn định nghĩa lại nữa này. Tegami to yu mono wa ningen no kokoro utsu kagami no yona sonzai demo aru. Cái gọi là bức thư ấy, nó cũng là một thứ, tôn gia này có thể dịch là thứ, một mono nhá, nó cũng là một thứ giống như một tấm gương mà đấy, phản chiếu đúng không? Ừ, phản chiếu, phản ánh Một con cái tim con người người, tâm hồn con người. Đúng rồi, bây giờ chúng ta thử xem nội dung nhá. Câu 1 này, kakite no ito shinai koto made tsutawatte shimau mono, là một thứ, là một thứ mà đúng không, truyền tải đến cả những thứ mà người viết không hề có ý đồ như thế, đúng hay sai? đúng 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 không? Ở đây có một cái cụm từ sẽ khiến mọi người không không nghĩ là đúng, đó là cụm từ itoshinai koto. Thế nào là những cái thứ mà người viết không hề có ý đồ? Ở trên này chính là cái gì đấy? xin bài mô xin ai nổ mít Đúng rồi, đây là một này, đâu nữa nhỉ? để cặp cửa nô Sono yochi sa đúng không? Ai no
án tha sợ và thế các cử nô và đưa sợ đó, đó là những cái người viết khi viết cái bức thư ấy không hề có cái ý định là sẽ truyền tải những cái đó trong bức thư nhá. Đấy, nhưng mà sao, nhưng mà có thể là người viết, người gì nhỉ, có thể là người 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 đọc thư người ta sẽ hiểu lầm, hoặc là người ta đọc được đấy, tức là người người viết không hề có ý đồ như vậy, nhưng mà người đọc bức thư họ lại làm một cách nào đó, họ kiểu gì họ sẽ ngấm ngầm họ hiểu ra đấy, kiểu như thế. Nên là chúng ta sẽ phải chọn một là cái xác nhất. Câu số 2, câu số 2 này, kakite no ai no fukasa dake ga medatte shimau mono, là một cái thứ mà chỉ cái sự sâu sắc, đúng nhỉ, chỉ cái tình yêu sâu sắc của người viết được làm nổi bật. Cái này tại sao sai mọi người biết không? Đặc Không, sai. ờ đúng rồi, đa kê là sai đúng không? Có phải là mỗi cái sự sâu sắc trong cái tình yêu sâu sắc không? Ngoài ra còn có mấy cái gì nữa? Yochi sợ, ai no gì nhỉ? À sao sợ này nữa mà đúng không? Đâu phải là mỗi có mỗi đa kê cái này đâu. Nên là cái này sai nhá. Câu 3 này. Kakite no tsutaetai koto ga tsutaerarenai mono, là cái thứ mà không thể truyền tải điều mà người viết muốn truyền tải. Tại sao câu này sai? Có tiếng cái được không? Đúng rồi, truyền tải được chứ, đúng không? À, nó ở đâu nhỉ? Nó câu nào nói là truyền tải được? Tôi thấy Todoi Đấy hả? giống như thế nhiên. Ờ đúng rồi, câu này cũng có ý là như vậy, vẫn truyền tải được tình yêu thương. Với lại gì đây nữa? Cảm xúc của người viết bức thư ấy, chắc chắn là sẽ gì đây nhỉ? Sẽ hiện hiện lên trên mặt bức thư đúng không? Đây nữa. Đấy. Với lại cái câu cuối cũng gần gần như vậy, là bức là cái thứ như tấm gương phản chiếu cái tâm hồn của con người, trái tim con người, nên là nói là không không thể truyền tải được và sai đúng nhỉ? Nếu mà nói cái cách cả kiểu như không thể truyền tải hoàn toàn ấy, cái kiểu kiểu gì nó còn đúng, cái nói như này là khẳng định là không truyền tải được là sai rồi. Câu 4 thì sao? Ngày xưa ấy là các bạn ấy chọn 4 rất nhiều, bởi vì thấy nó giống cái, có vẻ giống cái câu cuối cùng nhưng nó khác đúng không? Câu 4 là gì? Là thứ mà có thể truyền tải được trái tim tâm hồn của người viết theo đúng như những theo đúng như suy nghĩ của họ. Cái này có biết sai đâu không? Sai bằng cách cho thêm cái từ gì vào? Dorin. Đúng rồi, omoi do-ri. Nếu mà viết như thế này ấy thì có nghĩa là gì đây? Người viết có ý đồ như thế nào thì gì nhỉ? Truyền tải nguyên vẹn. Nhưng mà sao đấy? Có phải như vậy không? Không. Ngoài cái gì nhỉ? Tình cảm chính người ta muốn viết trong bức thư, còn những cái khác mà gì nhỉ? Người viết không hề có ý đồ truyền tải tới. Đấy thì nó cũng gì nhỉ? Nó cũng khiến cho đối phương cảm nhận được. Cho nên là 4 là sai nhá. Ô môi đô đi là không chính xác, nên đúng nhất là đây phải là số 1. Dẫu sao đây vẫn là bài khó nhất của năm bài đọc ngắn, cho nên là chúng ta các bạn có hiểu nhầm cũng không sao hết, bởi vì là cái bài này là ngày xưa là rất là nhiều người sai.